Sao Hỏa ngày nay có vẻ cằn cỗi và không hiếu khách, nhưng từ lâu, hành tinh đỏ đã từng trông rất khác. Ngày xưa, Sao Hỏa ấm hơn bây giờ và được bao phủ bởi sông, hồ và biển. Các chuyên gia cho biết không có cách nào để khẳng định chắc chắn liệu có hay không người Sao Hỏa từng tồn tại. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Sao Hỏa không chỉ có thể ở được trên lý thuyết mà còn thực sự là nơi sinh sống của một số loại sự sống ngoài trái đất. Thậm chí có khả năng tàn tích của sự sống đó vẫn chưa được khám phá bên dưới bề mặt Sao Hỏa. Và những căn cứ không thể chối cãi sau đây là lý do khiến các nhà sinh vật học vũ trụ tin vào khả năng có sự sống trên Sao Hỏa. Thung lũng sông và đồng bằng châu thổ, địa lý đáng kinh ngạc của Sao Hỏa. Phong cảnh Sao Hỏa khiến trái đất phải xấu hổ. Đỉnh cao nhất của nó, Olympus Mons, cao 26.000m so với đồng bằng xung quanh. Độ cao này gấp 3 lần đỉnh Everest. Các lòng sông rộng ngoằn ngoèo xuyên qua cảnh quan Sao Hỏa và tỏa ra các đồng bằng châu thổ. James Head, một nhà địa chất tại Đại học Brown, đã viết trong cuốn The Geology of Mars Evidence from Earth-based Analogs rằng một số thành tạo địa chất này có thể được giải thích bằng hoạt động núi lửa cổ đại hoặc những cơn gió dữ dội của Sao Hỏa. Nhưng những cái khác rõ ràng là di tích của các vùng nước cổ đại. Ví dụ, các lòng sông rõ ràng trên Sao Hỏa có xu hướng kết thúc bằng các miệng hố lớn, đáy của chúng có vẻ phẳng. Đó là dấu hiệu cho thấy các dòng sông cổ đại đang lắng động trầm tích ở đó, và cảnh quan Sao Hỏa từng bị thống trị bởi sông, hồ và biển. Nhưng sự đồng ý của quan điểm hiện đại rằng Sao Hỏa cổ đại ẩm ướt đặt ra một câu hỏi quan trọng: điều gì đã xảy ra với lượng nước đó? Nếu bạn đổ một chai nước lên bề mặt Sao Hỏa, nước sẽ sôi trước khi chạm tới bề mặt hành tinh. Đó không phải là vì hành tinh đỏ nóng. Nhiệt độ ban đêm ở đây đôi khi xuống tới âm 142 độ C. Nước sôi vì bầu khí quyển Sao Hỏa mỏng đến khó tin. Áp suất không khí thấp đến mức không có gì để giữ các phân tử nước tại chỗ, ngay cả ở nhiệt độ đóng băng. Ngày nay nước tồn tại trên Sao Hỏa chỉ ở một dạng, băng, ẩn dưới bề mặt ở hai cực của hành tinh. Nhưng Sao Hỏa rõ ràng không phải lúc nào cũng khắc nghiệt với sự sống. Theo NASA, các tàu thám hiểm trên Sao Hỏa bao gồm Curiosity đã tìm thấy bằng chứng hóa học về nước lỏng, các trầm tích lớn của các phân tử đất sét. Các phân tử đất sét thường chỉ được hình thành khi có nước. Đối với các nhà khoa học, đó là một dấu hiệu rõ ràng rằng Sao Hỏa rất có thể ấm hơn nhiều với bầu khí quyển đủ dày để duy trì chất lỏng. Penelope Boston, nhà sinh vật học vũ trụ tại NASA chia sẻ rằng nước có thể là một yêu cầu cho sự sống trên trái đất, nhưng nó không đảm bảo rằng sự sống đã từng tồn tại trên Sao Hỏa. Điều đó có nghĩa là mảnh bằng chứng này đưa chúng ta một bước tới kết luận rằng sự sống đã từng có thể tồn tại trên hành tinh đỏ. Tuy nhiên, nước chỉ là một phần dữ liệu trong số nhiều dữ liệu chỉ ra kết luận rằng sự sống có thể tồn tại trên Sao Hỏa và có lẽ hiện nay vẫn còn lẩn khuất ở đâu đó. Trên trái đất, carbon và hydro ở khắp mọi nơi. Trên thực tế, nếu không tính nước thì 75% cơ thể bạn bao gồm hai yếu tố này. Chúng tạo nên mọi thứ từ DNA đến thành tế bào của chúng ta. Chúng ta gọi những hóa chất này là hữu cơ và sự sống như chúng ta biết trên trái đất sẽ không tồn tại nếu không có chúng. Vì vậy, vào năm 1984, khi các nhà khoa học tìm thấy một thiên thạch Sao Hỏa ở Nam Cực chứa đầy hóa chất hữu cơ, khám phá của họ đã đặt ra một câu hỏi thú vị. Có phải các hóa chất hữu cơ đến từ sự sống? Lúc đầu, các nhà khoa học suy đoán rằng những hóa chất này có thể đã được đưa vào thiên thạch sau khi va chạm. Tuy nhiên, các dấu hiệu hóa học của vật liệu hữu cơ không tập trung trên bề mặt của thiên thạch như chúng ta mong đợi. Thay vào đó, các hợp chất hữu cơ ngày càng dày đặc hơn về phía trung tâm của thiên thạch. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn hoài nghi rằng họ sẽ tìm thấy các hóa chất hữu cơ trên Sao Hỏa. Họ suy đoán rằng bề mặt của hành tinh không có bầu khí quyển quá khắc nghiệt để có thể duy trì các cấu trúc hóa học hữu cơ. Tuy nhiên, gần đây hơn, các robot thám hiểm Sao Hỏa như Curiosity đã phát hiện ra dấu vết rõ ràng của các hợp chất hữu cơ trên bề mặt hành tinh. Vào năm 2012, Curiosity đã tìm thấy các hóa chất tương tự như kerosene, một thành phần của nhiên liệu hóa thạch. Sự sống là một nguồn quan trọng của các hợp chất hữu cơ, nhưng không phải là nguồn duy nhất. Penelope Boston cho biết, các quá trình địa chất cũng có thể dẫn đến việc tạo ra các hợp chất hữu cơ.
Ví dụ núi lửa đôi khi phun ra các hợp chất hữu cơ vào khí quyển. Vì vậy, mặc dù có thể các hóa chất là dấu hiệu của kiếp trước, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Đầu năm 2019, Curiosity đã phát hiện ra một dấu hiệu tiềm năng khác của sự sống trên sao hỏa, một phép đo cao kỷ lục của một loại khí tự nhiên có tên là metan. Trên trái đất, khí metan chủ yếu đến từ vi khuẩn. Vì vậy, trong khi chỉ số 21 phần tỷ khí metan trên sao hỏa là tương đối thấp nếu so với nồng độ trên trái đất là gần 1.860 phần tỷ, thì chùm khói vẫn là một dấu hiệu đầy hứa hẹn rằng sự sống đã từng tồn tại hoặc vẫn tồn tại mà không nhìn thấy trên sao hỏa. Và đây không phải là lần đầu tiên Curiosity phát hiện khí metan trên sao hỏa. Trung bình nồng độ khí metan dao động ở mức khoảng 7 phần tỷ và thay đổi theo mùa, tăng vào mùa hè và giảm vào mùa đông. Mô hình theo mùa này là một manh mối khác về nguồn gốc của khí metan. Bên dưới bề mặt sao hỏa là một lớp băng. Có lẽ vào mùa hè, lớp băng này tan ra, giải phóng các túi khí metan bị mắc kẹt, trong khi các phản ứng giữa đá và băng có thể tạo ra khí metan. Để có sự sống tồn tại trên bề mặt sao hỏa, nơi này cần phải ấm hơn nhiều so với hiện tại. Ngày nay, nhiệt độ bề mặt trung bình của nó dao động ở mức âm 62 độ C. Đó là nhiệt độ lạnh hơn 77 độ so với nhiệt độ trung bình của trái đất, theo báo cáo của National Geographic. Nhưng nhiệt độ thấp của sao hỏa không loại trừ khả năng có sự sống. Các nhà khoa học có bằng chứng cho thấy hàng trăm ngàn năm trước, sao hỏa ấm hơn nhiều. Giống như trái đất trải qua các kỷ băng hà và thời kỳ nóng lên, khí hậu trên sao hỏa thay đổi theo thời gian. Và cũng giống như trái đất, các dao động khí hậu của hành tinh đỏ xảy ra do những thay đổi trong quỹ đạo của nó đối với mặt trời. Thang thời gian của các chu kỳ khí hậu trên sao hỏa thậm chí còn tương tự như trên trái đất. Cả hai đều mất khoảng 100.000 năm để dao động giữa thời kỳ lạnh giá và thời kỳ ấm lên. Tuy nhiên, sự thay đổi khí hậu trên sao hỏa có thể khắc nghiệt hơn nhiều so với trên trái đất. Điều đó một phần là do sao hỏa dao động trên trục của nó nhiều hơn so với trái đất. Theo NASA, trục trái đất chỉ di chuyển trong khoảng từ 22 đến 24,5 độ nghiêng. Trong 3 triệu năm qua, trục của sao hỏa đã di chuyển giữa một góc từ 15 đến 30 độ. Trước thời điểm đó, trục của nó có thể nghiêng hơn 45 độ. Khí hậu của sao hỏa hiện đang ở giai đoạn mát mẻ hơn của một trong những dao động này. Khả năng sinh sống tổng thể của nó có thể bắt đầu khá cao. Các nhà sinh vật học vũ trụ chỉ đang tìm hiểu bề mặt của việc phát triển sự sống trên sao hỏa. Theo đúng nghĩa đen, mặc dù không có dấu hiệu của sự sống hiện tại trên bề mặt hành tinh, nhưng hoàn toàn có khả năng sự sống tồn tại ở nơi chúng ta không thể nhìn thấy, đó là dưới lòng đất. Các nhà khoa học cho rằng sao hỏa giống như trái đất, phát ra nhiệt từ lõi của nó. Bên dưới bề mặt có thể tồn tại một thế giới ôn đới vô hình, đủ ấm cho nước ở dạng lỏng và sự sống của vi sinh vật. Nhưng tìm kiếm sự sống đó sẽ cần nhiều tài nguyên hơn. Tuy nhiên, các nhà khoa học hy vọng rằng với chuyến đi tới sao hỏa, con người sẽ hiểu rõ hơn về hành tinh đỏ và khả năng chứa đựng sự sống của nó. Và điều đó bao gồm cả quá khứ và hiện tại. Sao hỏa đã trở thành mục tiêu điều tra trong nhiều thế kỷ. Theo NASA, không có hành tinh nào được khám phá nhiều như vậy, ngoài hành tinh của chúng ta, và chỉ còn một bước nữa thôi, đó là đưa con người đặt chân tới đó. Bắt đầu từ cuối những năm 1700, nhà thiên văn học người Anh Killam Huxtable đã thực hiện một số quan sát khoa học ban đầu về sao hỏa bằng kính viễn vọng. Và ông lưu ý rằng sao hỏa có các vùng tối hơn mà ông cho là đại dương và các vùng sáng hơn mà ông cho là các lục địa giống như trên trái đất. Vào thế kỷ 19, sao hỏa đã được điều tra bởi nhà thiên văn học người Ý Giovanni Schiaparelli và nhà thiên văn học người Mỹ Percival Lowell. Những người tin rằng họ đã nhìn thấy những con kênh dài trên bề mặt hành tinh cho thấy các nền văn minh và sự sống. Những tuyên bố của họ đã bị những người khác bác bỏ vào thời của họ và cuối cùng hóa ra là không chính xác. Những nỗ lực đầu tiên của cả Mỹ và Liên Xô nhằm gửi tàu thăm dò lên sao hỏa trong cuộc chạy đua vào không gian đều thất bại. Tàu thăm dò đầu tiên thành công là tàu thăm dò Mariner 4 của NASA, đã tới hành tinh đỏ vào năm 1965. Nó bay ngang qua và gửi về những bức ảnh về bề mặt của hành tinh này. Trong khi Hoa Kỳ giành được thêm một số thắng lợi ban đầu,
các cuộc thăm dò của Liên Xô chủ yếu là thất bại. Trong lịch sử, một nửa số tàu thăm dò được gửi tới sao hỏa đã bị rơi hoặc mất liên lạc. Tàu Mariner 9 của NASA là sứ mệnh đầu tiên bay thành công trên quỹ đạo sao hỏa. Tiếp cận mục tiêu vào năm 1971, Mariner 9 đã nghiên cứu một cơn bão bụi lớn nhấn chìm hầu hết hành tinh. Tàu đổ bộ Viking 1 và 2 là những vật thể nhân tạo đầu tiên đến được bề mặt sao hỏa và tồn tại hơn vài phút. Khi chúng đến vùng đất sao hỏa vào năm 1976, từ bề mặt, các nhà khoa học tiến hành chụp ảnh và đọc dữ liệu về môi trường xung quanh, cũng như tiến hành tìm kiếm sự sống đầu tiên trên hành tinh. Mặc dù các sứ mệnh sau đó đã tạm lắng, các cơ quan vũ trụ trên khắp thế giới vẫn tiếp tục nỗ lực khám phá sao hỏa bằng robot. Vào tháng 7 năm 1997, NASA đã hạ cánh tàu thăm dò đầu tiên lên sao hỏa sau 2 thập kỷ. Đó là tàu đổ bộ Pathfinder và chiếc xe tự hành nhỏ bé đáng yêu của nó, Sojourner. Tiếp theo là nhiều tàu quỹ đạo và tàu đổ bộ, bao gồm cả cặp robot tự hành song sinh Curiosity và Spirit. Những robot hiện tại trên sao hỏa bao gồm Curiosity và Perseverance của NASA. Cả hai đều đã tạo ra những phát hiện khoa học đáng kinh ngạc trong các nhiệm vụ của chúng. Robot tự hành Chúc Dung của Trung Quốc đã hạ cánh thành công trên sao hỏa vào năm 2021 và nó đã gửi về những bức ảnh tuyệt đẹp và thậm chí cả âm thanh từ bề mặt. Nhiều sứ mệnh khác cả trong quá khứ và hiện tại đã tạo ra những hiểu biết đáng kinh ngạc về lịch sử của hành tinh và các sứ mệnh được lên kế hoạch trong tương lai sẽ giúp tiếp tục tiến trình này. NASA đang đặt mục tiêu lớn đưa con người khám phá sao hỏa vào cuối những năm 2030 hoặc đầu những năm 2040.